trai 10 tuổi ở Phú Thọ bị dị chứng liệt nửa người ở bên trái đột ngột, yếu nửa người còn lại. Kết quả chuẩn đoán cho thấy bệnh nhi bị vỡ mạch máu não do dị dạng mạch máu não bẩm sinh. Sau phẫu thuật, bé bị di chứng liệt nửa người trái, yếu người bên phải, không tự đi lại được. Vì vậy, việc hiểu biết về căn bệnh này là vô cùng quan trọng. Dị dạng mạch máu não gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, phổ biến nhất là vỡ mạch dẫn đến đột quỵ do xuất huyết não hoặc gây áp suất tiếp giáp lên não dẫn đến động kinh co giật. Nguyên nhân của dị dạng mạch máu não không rõ ràng. Hầu hết người mắc bệnh khi sinh ra nhưng đôi khi có thể hình thành trong cuộc sống sau này. Hiện các nhà khoa học chưa tìm ra được nguyên nhân chính gây dị dạng mạch máu não. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra tỷ lệ dân số Việt Nam mắc dị dạng bẩm sinh mạch máu não rất cao, có thể lên đến 5 đến 10% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ người mắc dị dạng bẩm sinh mạch máu não gây biến chứng cho sức khỏe con người khá thấp, chỉ khoảng 0,25%. Dị dạng động tĩnh mạch não là một rối loạn của mạch máu liên kết giữa động mạch và tĩnh mạch não, do không có triệu chứng hay dấu hiệu nhận biết nên bệnh thường ít được phát hiện sớm tuy nhiên đây được xem là dị dạng mạch máu bẩm sinh nguy hiểm nhất vì có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng phổ biến nhất là vỡ mạch dẫn đến đột quỵ do suất huyết não hoặc gây áp suất tiếp giáp lên não dẫn đến động kinh co giật suất huyết não nếu không được can thiệp kịp thời thì nguy cơ cao dẫn đến tử vong hoặc người bệnh phải gánh chịu những di chứng nặng nề suốt đời thực tế đã ghi nhận nhiều người đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị đau đầu dữ dội nhưng chủ quan khiến cho việc điều trị đã muộn hơn Đau đầu ở người trẻ có thể là một dấu hiệu cảnh báo dị dạng mạch máu não. Do đó, nếu xuất hiện triệu chứng đau đầu, dù chỉ là thoáng qua, người bệnh chớ xem thường. Vậy, ai dễ mắc dị dạng mạch máu não nhất? Thực tế cho thấy, dị dạng mạch máu não có thể xuất hiện ở mọi người, thuộc mọi chủng tộc và giới tính với tỷ lệ gần như là bằng nhau dị dạng mạch máu não phát triển theo thời gian, tồn tại không triệu chứng trong nhiều năm và được phát hiện chủ yếu ở độ tuổi từ 45 trở xuống. Do đó, khi có biểu hiện đau đầu, nhất là với những người trong gia đình có người bị dị dạng mạch máu não, thì nên chủ động đi thăm khám, tầm soát để phát hiện kịp thời. Bởi lẽ, dị dạng động tính mạch não không điều trị có thể gia tăng kích thước và vỡ bất cứ lúc nào, gây xuất huyết não dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn, nguy hiểm cho tính mạng. Dị dạng mạch máu não có thể điều trị được với mục tiêu loại bỏ khối dị dạng ra khỏi tuần hoàn não. Khi điều trị dị dạng mạch máu não có 3 phương pháp điều trị và phần lớn thường sử dụng phối hợp không điều trị tách rời. Trong đó, can thiệp tối thiểu ít nhất, ít xâm lấn nhất là điều trị bằng xạ phẫu thuật gamma knife. Gamma knife là phương pháp dùng tia chiếu để sơ hóa búi dị dạng, nhưng nếu thất bại phải phối hợp với phương pháp DSA. Khi khối dị dạng xuất huyết tạo cái nang thì bắt buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật. Một số trường hợp chống chỉ định can thiệp bằng DSA thực hiện phương pháp này bệnh nhân sẽ cần bơm một lượng thuốc cản quang vì vậy không thực hiện đối với những bệnh nhân bị suy thận nặng việc điều trị chỉ thực sự hiệu quả và ít để lại di chứng khi khối dị dạng chưa vỡ nên việc phát hiện sớm và tầm soát khối dị dạng mạch là công việc được ưu tiên hàng đầu tóm lại dị dạng mạch máu não là bệnh bẩm sinh hiện chưa rõ nguyên nhân và bệnh không thể phòng tránh tuy nhiên chúng ta có thể chủ động can thiệp phòng ngừa các biến chứng của bệnh để có một cuộc sống khỏe mạnh thông qua việc tầm soát phát hiện sớm dị dạng mạch não